Sách Thi Thiên, chương 90. Đức Chúa Trời hằng hữu còn loài người tạm thời và chóng qua. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ khi núi non sinh ra, đất và thế gian được dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở về cát bụi, vì 1000 năm dưới mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm. Chúa khiến chúng trôi đi như dòng nước lũ, chúng giống như một giấc ngủ, tự như cỏ mới mọc ban mai. Buổi sáng nó nở bông và tốt tươi, đến chiều nó tàn tạ và khô héo. Thật, chúng con bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, vì kinh hãi, vì cơn thịnh nộ của Ngài. Chúa đã đặt gian ác chúng con trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng con trong ánh sáng mặt Ngài. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng con đều qua đi, năm chúng con tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng con đếm được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy đau khổ và buồn thảm. Vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất. Ai biết được sức giận của Chúa? Ai hiểu được cơn giận của Chúa để thêm lòng kính sợ Ngài? Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin trở lại, Ngài còn giận cho đến bao giờ? Xin thương xót các đầy tớ Ngài. Trong buổi sáng, xin sự nhân từ của Chúa làm cho chúng con được thỏa nguyện, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng, để bù lại các ngày Chúa làm cho chúng con bị hoạn nạn, và tương xứng với những năm mà chúng con đã thấy tai họa. Nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa, và vinh quang Ngài chói sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con. Sách Luca, chương 11. Sự cầu nguyện. Đức Chúa Giê-xu đang cầu nguyện ở một nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện như rằng đã dạy các môn đồ mình vậy. Ngài phán với họ: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, xin cho chúng con thức ăn ngày nào đủ cho ngày nấy, xin tha tội cho chúng con, vì chúng con cũng tha kẻ mắc lỗi với chúng con, xin đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ. Rồi Ngài phán với họ: Ai trong các con có một người bạn nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì bạn tôi đi đường mới đến mà tôi không có gì để đãi anh ấy. Nếu người kia từ trong nhà trả lời: Đừng quấy rầy tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy lấy bánh cho anh được. Ta bảo các con, dù người ấy không vì tình bạn mà dậy lấy bánh cho, nhưng vì người bạn cứ này nỉ mãi bên người ấy, sẽ trỗi dậy và cho người bạn đủ sự cần dùng. Vậy, ta bảo các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở. Trong các con có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bò cạp chăng? Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi Cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài sao? Đức Chúa Giê-xu và Bê-en-xê-bun.
Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều kinh ngạc. Nhưng có một vài người trong họ nói, người này nhờ Beelzebul là quỷ vương mà đuổi quỷ. Một số người khác muốn thử Ngài, xin Ngài cho một dấu lạ từ trời. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ nên phán, vương quốc nào tự chia rẽ thì sẽ bị sụp đổ, nhà nào tự chia rẽ thì sẽ suy vong. Vậy, nếu Satan tự chia rẽ thì vương quốc của nó làm sao tồn tại được? Vì các ngươi nói ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ. Nếu ta nhờ Beelzebul mà đuổi quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà đuổi quỷ? Do đó, chính chúng nó sẽ là người xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ, thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến với các ngươi rồi. Khi một người có sức mạnh, vũ trang đầy đủ, canh giữ nhà mình, thì của cải được an toàn. Nhưng khi có người mạnh hơn đến tấn công, thắng được, thì tước khí giới mà người kia nhờ cậy và đem phân phát của cải đã chiếm được. Ai không ở với ta thì chống lại ta, ai không liên kết với ta thì tan tác. Khi uế linh ra khỏi một người, nó đi qua các nơi khô cằn để tìm chỗ nghỉ, nhưng không tìm được. Nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta vừa ra khỏi. Khi về đến, thấy nhà được quét dọn và sắp đặt ngăn nắp, thì nó rủ 7 quỷ khác dữ hơn cùng vào ở trong đó. Như vậy, tình trạng sau của người ấy còn tệ hại hơn trước. Trong khi Đức Chúa Giêsu phán những điều này, có một phụ nữ từ trong đoàn dân cất tiếng thưa, phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Nhưng Ngài đáp, những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng tụ họp lại đông hơn, Ngài bắt đầu phán, thế hệ này là thế hệ gian ác, họ tìm kiếm một dấu lạ, nhưng sẽ không có một dấu lạ nào được ban cho họ ngoài dấu lạ của Jonah. Vì Jonah là dấu lạ cho người Ninive thế nào, thì con người sẽ là dấu lạ cho thế hệ này thế ấy. Trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy chống lại những người của thế hệ này và lên án họ. Vì từ nơi tận cùng trái đất, bà đến nghe lời khôn ngoan của Salomon. Và này, tại đây có đấng vĩ đại hơn Salomon. Trong ngày phán xét, người Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án họ. Vì dân này đã nghe lời Jonah rao giảng và ăn năn. Và này, tại đây có đấng vĩ đại hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay ở dưới thùng, nhưng đặt trên chân đèn để những ai bước vào có thể thấy ánh sáng. Mắt của con là đèn của thân thể. Khi mắt con tốt, thì cả thân thể con cũng sáng. Nhưng khi mắt bị hỏng, thì cả thân thể con cũng tối. Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối. Nếu cả thân thể con đầy ánh sáng, không có phần nào tối tăm, thì nó sẽ được sáng hoàn toàn, cũng như ngọn đèn soi sáng cho con vậy. Chúa Giêsu giảng cho người Pharisee và thầy dạy luật. Khi Đức Chúa Giêsu phán xong, có một người Pharisee mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài bước vào và ngồi vào bàn ăn. Người Pharisee này ngạc nhiên thấy Ngài không rửa tay trước bữa ăn. Vì vậy Chúa phán, người Pharisee các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và gian ác. Hỡi kẻ dại, đấng đã tạo nên bên ngoài lại không tạo nên bên trong nữa sao? Nhưng hãy rộng lòng bố thí những gì mình có, thì mọi sự sẽ trong sạch cho các ngươi. Khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương, cùng mọi thứ rau, nhưng lại lãng quên công lý và lòng kính mến Đức Chúa Trời. Các ngươi phải làm những điều này, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Khốn cho các ngươi, người Pharisee, vì các ngươi thích chỗ tốt nhất trong nhà hội và muốn được người ta chào giữa phố chợ. Khốn cho các ngươi,
vì các ngươi giống như nấm mồ hoang và người ta bước lên trên mà không biết. Một luật gia liền nói, thưa thầy, thầy nói điều này là sỉ nhục cả chúng tôi nữa. Đức Chúa Giêsu đáp, khốn cho các ngươi nữa là các luật gia, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang, còn chính mình thì không động đến đầu ngón tay. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm nhân chứng và tán thành việc làm của tổ phụ mình, vì họ đã giết các nhà tiên tri, còn các ngươi lại xây mộ cho các vị ấy. Vì thế, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán, ta sẽ sai các nhà tiên tri và sứ đồ đến với chúng nó sẽ giết hại người này, bắt bớ kẻ kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các nhà tiên tri đã đổ ra từ buổi sáng thế, tức là máu của Abel cho đến máu của Sachari, người đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và nơi thánh. Phải, ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu đó. Khốn cho các ngươi là các luật gia, vì các ngươi đã nắm giữ chìa khóa của tri thức. Chính các ngươi không vào nhưng lại ngăn trở những người khác muốn vào. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đó, các thầy thông giáo và người Pharisee bắt đầu chống đối Ngài dữ dội và vặn hỏi Ngài đủ điều, gài bẫy để bắt bẻ từng lời nói của Ngài. Sách Sử Ký thứ nhì, chương 36, từ câu 1 đến câu 8. Giô-a-cha làm vua Giu-đa bị truất ngôi và đưa sang Ai Cập. Dân chúng trong xứ lập Giô-a-cha, con trai Giô-si-a, làm vua thay thế vua cha tại Jerusalem. Giô-a-cha lên ngôi vua khi được 23 tuổi và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua Ai Cập truất ngôi Giô-a-cha tại Jerusalem và bắt xứ Giu-đa cống nạp 3 tấn bạc và 30 ký vàng. Sau đó, vua Ai Cập lập em Giô-a-cha là Eli-a-kim làm vua Giu-đa và Jerusalem, rồi đổi tên thành Jehoiakim. Vua Nê-cô bắt Giô-a-cha, anh của Jehoiakim, đem về Ai Cập. Jehoiakim bị đày qua Babylon. Jehoiakim lên ngôi vua khi được 25 tuổi và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Vua làm điều ác dưới mắt Jehovah Đức Chúa Trời của vua. Nebuchadnezzar, vua Babylon, lên tấn công vua Giu-đa, xiềng vua bằng xích đồng và giải về Babylon. Nebuchadnezzar cũng lấy những vật dụng của đền thờ Đức Jehovah đem về Babylon, rồi để vào miếu thờ tại Babylon. Các việc khác của Jehoiakim, những việc ghê tởm mà vua đã làm, và các việc có liên quan đến vua, tất cả đều được chép trong sách các vua Israel và Judah. Jehoiakim, con vua, lên ngôi kế vị.